Chào các bạn, chọn M9 hay Z3V đang là một câu hỏi nhức nhối cho những anh em có hơn 5 triệu đồng trong tay mà chưa biết mua chiếc máy nào. Đâu cũng là máy ngon, đâu cũng là máy có cấu hình tốt. Hôm nay có lẽ là video này sẽ được làm dành riêng cho những ai đang băn khoăn, bâng khuâng về hai thiết bị đã từng là flagship này. Nói tới thiết kế thì mỗi máy đều có một nét riêng. Nếu Z3V đi theo cái gọi là omnibalance thì M9 cũng nối đuôi M8. Nhìn vào hai chiếc One M8 và M9 có thể thấy chúng có thiết kế khá giống nhau, từ chất liệu này, phong cách thiết kế cho đến màu sắc, thậm chí là còn giống nhau ở nhiều chi tiết nhỏ. Bản thân mình thì vẫn thích thiết kế của M9 hơn, ít nhất là nó có chất liệu kim loại trong đấy. Tất nhiên là kính của Z3V cũng đẹp, nhưng quan trọng nhất đấy là trải nghiệm liên quan đến chất liệu. Kính thì đẹp, sang, bóng loáng nhưng mà bám vân tay dễ xước hơn, nhôm thì già dặn hơn, cứng cáp, bù lại đấy là dễ ấm lên trong điều kiện bình thường. Một điều mà những ai hay ra mồ hôi tay nhiều thì không muốn gặp phải bao giờ. Nếu đòi hỏi sự mới mẻ thì cả Z3V cũng như M9 hoàn toàn không làm được điều này. Chúng đơn thuần chỉ là một phiên bản cải tiến nhỏ như của M9 hay là cải lùi giống như trên Z3V. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là cảm nhận của những người đã từng dùng Z3 hay là M8. Còn không thì cả hai đều là những thiết bị có thiết kế đẹp, hoàn thiện tốt. Đặc biệt như Z3V thì còn có thêm khả năng chống nước ngon lành. Cấu hình của M9 ngon hơn khá nhiều so với Z3V. Một bên là Snapdragon 810 so với 801, còn RAM thì đều là 3GB giống nhau. Trải nghiệm độ mượt hay tốc độ thì khó nhận ra với những tác vụ thông thường, chỉ đến khi chơi những trò chơi nặng hơn thì con chip 810 mới thể hiện được. Dù sao 801 trên các máy như là Z3V, S5 hay là M8 vẫn cho hiệu năng rất là tốt, nhưng mà về khả năng đa nhiệm hay là phần mềm thì M9 vẫn ngon hơn. Nó vừa được sử dụng những phần cứng mới nhất hiện giờ, lại vừa có cái nền tảng Android 6.0 hỗ trợ tốt hơn. Về mặt phần cứng thì dễ dàng thấy được hai sản phẩm này thiên về mặt giải trí, điều này thể hiện ở các cái công nghệ hiển thị, âm thanh riêng. M9 thì có Boom Sound, còn Z3V thì có Clear Audio và Bravia Engine. Ở chiếc Z3V, Sony cho chúng ta một bộ giao diện gần giống giao diện gốc nhất có thể. Nó vừa là điểm mạnh nhưng cũng chính là điểm yếu. Bộ giao diện này gọn gàng, nhẹ nhàng nhưng mà thiếu đi những chất riêng. Ví dụ như nghĩ đến Samsung là chúng ta sẽ nghĩ đến ngay Touch Switch đúng không? Còn với Sony lúc nào thì nó cũng chỉ là gần giống với Android gốc thôi. Thậm chí là cái bộ giao diện này vẫn còn mang hơi hướng thiết kế 3D. Điều mà chúng ta đã bỏ qua khá là lâu, kể từ thời Android 5.0 thì đã bị lạc hậu mất rồi. Chính vì thế mà ngoài những phần mềm như Walkman thì người ta không có nhiều thứ để nhớ về Z3V. Ngược lại thì HTC cực kỳ thành công với bộ giao diện HTC Gen 7. Nó gắn liền với hãng từ hồi HTC Hero này và ngày càng được hoàn thiện. Bây giờ thì bắt kịp xu thế phẳng hóa và có thay đổi chủ đề. Ngoài ra cá nhân mình rất ưng giao diện đa nhiệm cũng như là camera của HTC One 19. Nó làm nên nét riêng, khiến cho không một chiếc M9 nào giống nhau cả. Hiện tại M9 đang có giá bán là 4.990.000 đồng. Như vậy lần mình nói với chiếc máy này thì đây là mức giá quá tốt cho flagship cao cấp năm 2015. Z3V lúc ra mắt cho đến bây giờ thì tụt không quá nhiều, vẫn đang giữ cái giá mấy lâu nay đấy là 5.290.000 đồng. Có thể thấy rằng khoảng 300.000 đồng sẽ làm chùn chân người ta khi mua Z3V. Rõ ràng là cấu hình thì thấp hơn, thiết kế không đẹp bằng, nhưng mà giá của Z3V thì lại cao hẳn lên. Ở đây không chỉ đơn giản là giá một chiếc điện thoại, đó là giá trị của thương hiệu Sony. HTC hiện thời thì đang xuống dốc không phanh. Chiếc M9 có khả năng đã giảm giá quá thấp rồi, mà trong thời gian tới thì chắc là vẫn giữ nguyên được thôi, không thể giảm nữa được. Chỉ có duy nhất là Z3V còn có khả năng tăng giá. Nếu mua thì có lẽ ở trong thời điểm này, với những khuyến mại gần dịp Tết Nguyên Đán thì đây là lúc chúng ta nên mua máy. Còn với chất lượng, cả hai đều có xuất xứ rõ ràng. Z3V thì đương nhiên là nhập từ Mỹ rồi, có chất lượng sản phẩm cực kỳ cao, sử dụng thì lành tính. Còn M9 là phiên bản quốc tế, do số lượng tiêu thụ ít, thị trường chưa mặn mà nên chắc chắn là không có chuyện máy dựng hay là hàng thay vỏ. Khi mua máy tại Diệu Minh thì các bạn đều được tặng thêm sạc cáp chính hãng, cũng như là có những chế độ bảo hành tốt nhất nên không cần phải lo lắng nhiều về chất lượng. Cả Z3V, cả One M9 đều là những chiếc máy tốt, trong tầm giá dưới 5,5 triệu đồng, mỗi máy lại có một hướng đi khác nhau. Z3V thiên về giải trí, khả năng chống nước hay là sạc không dây cùng với thiết kế quen thuộc của dòng Z. M9 dù là bom xịt, nhưng mà khi giảm giá sâu như thế này, nó lại trở thành hàng ngon với cấu hình khủng, thiết kế đẹp. Hơn hết là các bạn được dùng một chiếc máy đầu bảng của HTC với giá vô cùng hợp lý. Ngay từ bây giờ, các bạn có thể đặt hàng tại Diệu Động Minh để nhận được những ưu đãi tốt nhất trước thêm năm mới của cả hai chiếc máy này. Còn lúc này, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.